Cái câu chuyện xảy ra ở tại Sioux Falls ở South Dakota. Một người đàn bà đã bị buộc tội là ăn cắp một cuốn sổ ký check đó, checkbook. Ừ. Và sau đó dùng cuốn sổ đó để ký một cái check tự cho mình. Bà lấy cắp cái check người ta Ồ, rồi okay. viết check cho mình luôn. À. <laughs> Tức là tự trả cho bản thân mình luôn. Ừ. Với số tiền là 1.600 đồng bà nghĩ rằng là bà sẽ không bị bắt đâu vì không biết bà không bà nghĩ rằng là không ai biết bà là ai thì câu chuyện xảy ra là một người đàn ông đi vào ngân hàng để nói với ngân hàng rằng là tôi bị mất một cuốn sổ ký check và ừ. yêu cầu đóng tài khoản ngân hàng không ngờ là ngân hàng báo ông oh, đã có người vừa ký một tấm check là một 600 sáu trăm đồng có chữ ký đàng hoàng và đã cắt cái check đó ra rồi ừ. thì ông mới ngạc nhiên ông nói rằng là không tôi bị mất cuốn check đó là tôi đi kiếm hai ba ngày nay không có bây giờ tôi đi báo thì ngân hàng mới nói là vậy là có người đã ăn cắp cuốn check của ông ngân hàng mà bắt đầu dùng những cái video mà quay hình lại đó rồi xác định được đó là cái bà mà đã vô ngân hàng để mà uh, lấy tiền thế thì khi mà đưa hình lên tivi thì người nhân những người nhân chứng phát hiện là bà này là ai liên thì cảnh sát tới nơi và bắt bà đó cho tới ngày hôm nay đó thì ông này được ngân hàng trả lại cho 1.600 đồng bị mất và bà bị bắt với cái tội gọi là ăn cắp cuốn check. Thì cái người đàn bà này đó là 49 tuổi, bà nói rằng là hôm đó đi bộ lang thang ở ngoài cái khu đầu xe của nhà băng thử mở cái cửa xe thì thấy cái cửa xe không có khóa. <laughs> cái này có cái này là quý vị để ý nha rất nhiều người thường á mấy người mà có cái à, à, tính xấu đó đi cái này nhẹ kéo cái xe cửa xe lên để coi nó có mở ra hay không và có nhiều xe quên quên khóa xe lắm rồi tức là bà trồn vô trong xe bà lấy cuốn check này và về nhà bà nghĩ hoài không biết làm sao mà lấy tiền thì bà mới coi coi lại những cái tờ check trước đó cái tờ copy ở dưới đó có cái chữ ký của bà đó, vợ bắt trước à đó, bà này mọi người bà học bắt trước rồi ừ. bà ký check tự, tự, ký cho mình luôn Bà ký giả chữ ký của người vợ là một 600 đồng nhưng mà cuối cùng thì cái gì đó nó gọi là đoạn kết đó có cái kết tức là ông này được nhà băng nói xác nhận là đúng và trách của ông bị ăn cắp và bị giả chữ ký cho nên ông được hoàn tiền lại 1.600 đồng không bị mất còn bà kia thì bị bắt đang chờ ngày ra tòa